Rồi, hello, xin chào tất cả mọi người. Đụng đã rất là lâu rồi mình mới làm video trở lại. Ngày hôm nay thì thời gian qua mình có một số việc và mình đi về quê, thì Tân cũng chưa không có làm video chia sẻ gì nhiều ha. Thì ngày hôm nay mình có thời gian chút mình đi dạo thông quan ha, mình xem thị trường thì mình có một số ít thông tin mình tổng hợp là mình chia sẻ chút mọi người ha. Thì trong thời gian vừa qua thì mình hôm nay mình làm một video nói về suy thoái kinh tế và ảnh hưởng tới bất động sản cuối năm 2022 ha, cũng như trong có thể là thời gian 2023 và thời gian sắp tới. Bất động sản thì nói về suy thoái kinh tế thì có thể là nói về tình hình kinh tế nó vĩ mô hơn chút. Thì thật ra thời gian vừa qua thì rất là nhiều thông tin về xấu về thị trường, đặc biệt là thông tin về thế giới nó tác động với thị trường Việt Nam, cũng như thị trường thế giới nó có nhiều diễn biến và trở thì trong thời gian tới thì có những cái diễn biến nó xấu hơn. Thì chắc chắn là khi mà thị trường thế giới thay đổi nhiều tác động thì thị trường Việt Nam cũng sẽ bị liên lụy trong thời gian sau. Thì đó là một thời gian để mọi người chuẩn bị trong thời gian sắp tới. Thật ra cũng có rất là nhiều video mình nói rất là nhiều rồi, trong thời gian này thì đất đai nó cũng không có nhiều cái biến động, thị trường hiện tại nó đang đi chậm lại chậm lắng ở khu vực bất động sản ở một số nơi thì đang có thể là rao lỗ ha, hoặc là có thể một những cái nơi tốt hơn thì có thể là chốc lời ha. Thì vì nó vân vân rất là nhiều khu vực ha, ở miền Nam đặc biệt là ở miền Bắc cũng có. Thì nói sơ về phân tích tình hình suy thoái kinh tế thế giới thì như là biết là thời gian qua thì Fed cục dự trữ liên bang của Mỹ đã tăng lãi suất lên vào tháng 6 vừa rồi, cũng đã tăng lên 0.75% không rồi thì lãi suất mình tăng hơn dự kiến trước đây ha, khi mà tình hình bất ngờ lạm phát của Mỹ tăng vượt dự kiến lên tới 8.6% so với mức dự kiến là 8.3 ha của tháng sắp trước. Điều này thì gây tác động rất là nhiều đến thị trường chứng khoán, đặc biệt là thị trường Bitcoin hoặc là trái phiếu, những cái kênh rủi ro về dòng tiền ảo. Mà còn là lĩnh vực cả lĩnh vực bất động sản ha, thời gian vừa qua được đầu tư rất là nhiều để từ được bơm tiền tăng lên rất là nhiều, thì bắt đầu thời điểm này thì đã bị siết chặt lại rồi, dòng tiền bắt đầu được thu hồi về. Khi mà thị trường thế giới nếu bị động thì chắc chắn ở Việt Nam mình là những thị trường mở thì sẽ bị quá trình đô thị hóa và toàn cầu hóa thì sẽ tác động, vì mình đã nước nhập khẩu, xuất nhập khẩu là lạm phát rất là nhiều. Thì khi mà những nước phát triển người ta bị lạm phát, hay là các nước ở châu Âu phương Tây ta lạm phát, thì sẽ tác động với nền kinh tế của Việt Nam. Khi mọi thứ hàng hóa lên thang thì tài sản sẽ tăng lên, thì bất động sản và lấy những cái tài sản mà mình sẽ bị tăng lên rất là nhiều. Còn những cái tài sản giấy, những cái tài sản mờ ảo như những cái kênh chứng khoán rủi ro vừa rồi mình thì cũng chắc chắn bị ảnh hưởng. Thực tế là thời gian vừa qua những cây đầu tư rủi ro bị giảm giá rất là nhiều. Từ một thực tế sắp tới tình hình sẽ biến động sắp tới như thế nào thì mọi người chờ tiếp diễn thôi. Theo dự đoán góc nhìn của mình thì chắc chắn thời gian này sẽ kéo dài có thể là 1 năm 2 năm. Khi mà Fed đã đặt mục tiêu là tăng lãi suất vào cuối năm này tới lên với 3.3%, thì trong những cuộc tới có thể là sẽ tăng cao và bắt đầu sẽ giảm dần theo thời gian, thì chắc chắn nó sẽ ảnh hưởng trong ít nhất là 1 năm 2 năm. Thì trong thời gian này thì đó là Việt Nam mình luôn luôn phải đi chậm hơn những nước đó phát triển ha, lạm phát ở các nơi châu Âu đã bắt đầu tăng lên cao rồi. Thì hiện tại của nhà nước mình thì vẫn điều hành chính sách rất là tốt ha, vẫn giữ được mức chỉ tiêu, có thể là dưới đặt mức tiêu là dưới 4% một năm năm này, nhưng mà không ai biết được đó là những chỉ số, có thể là chỉ số còn chỉ số thực tế thì mình khác xa được xào náo đi rất là nhiều lần rồi. Nên là dựa vào tình hình này kinh tế tổng quát vĩ mô một chút ha, thì mình thấy được là có thể sắp tới sẽ rơi vào suy thoái khi các nước mà phát triển thì tăng lãi suất thì sẽ làm tăng chi phí là kinh doanh, chi phí vốn vay thì sẽ dẫn tới việc kinh doanh đó bị ảnh hưởng, thì tác động tới tỷ lệ thất nghiệp nó thấp đi thì sẽ ảnh hưởng tới nền kinh tế đó, ngành suy thoái nó có thể sẽ rơi vào chu kỳ mới, là chu kỳ nó kéo dài hơn tới 2-3 năm sau để phục hồi lại, mất thêm một thời gian cũng 1 năm 2 năm 3 năm nữa, 5 năm 10 năm tới. Đó là những dự đoán của từng người, từng cá nhân, từ đó để mình suy ra những bất động sản mình sắp tới sẽ là nhu cầu nào. Thì khi mà thị trường ảo đó là thị trường bong bóng nó vỡ thì chắc chắn tài sản thật nó sẽ tăng lên. Thì mình nhìn về cái bất động sản ở Việt Nam thì trong thời gian vừa qua có rất nhiều cái bất động sản mà bất động sản ảo ha, đặc biệt là những cái nơi vùng xa, vùng ven, vùng sâu á, những nơi được đánh lên rất là nhiều.
nó lây một cái mức mà mình có thể không tưởng tượng được. Một năm có thể thời gian ít 3-4 năm rất là nhiều. Thì trong thời điểm khi mà thị trường ảo đi xuống thì thị trường thật sẽ lên ngâu, thì đó là cũng là cơ hội để mình tìm kiếm những cái thị trường mới. Thị trường vẫn còn dư địa tăng giá để mình chủ quản với tài sản của mình. Thì lạm phát tăng lên thì mọi thứ nó đều khó khăn hơn, rất nhiều dòng tiền sẽ bị mất giá. Đặc biệt là ở Việt Nam mình thì dòng tiền bị mất giá rất là nhiều so với các nước khác trên thế giới, hay là những cái thông tin mọi người có thể tìm kiếm trên mạng ha, tổng hợp nếu mình chị nào đã biết rồi á thì mình đã bị chuẩn bị sẵn sàng rồi. Còn đặc biệt là trong thời điểm này thì những cái nơi bất động sản nào pháp lý hoàn chỉnh, nơi nào vốn dòng tiền thì nơi nào nó được đảm bảo nhiều thứ về hạ tầng, hoặc hạ tầng hưởng lợi thì ít nhiều trong thời gian tới vẫn là mình sử dụng đòn bẩy vốn vay ít, hoặc là vay tiền nhàn rỗi mình để đó thì vẫn còn có cơ hội trong vài năm có thể sẽ tăng nhiều lần. Còn những bất động sản nào nó quá xấu, bất động sản nào đó nó không còn dư địa hay là còn ảo thì mình phải thanh khoản ngay lập tức, tìm kiếm cho mình cơ cáo lại tài sản ngay thời điểm này để mình tránh được cái thời điểm bão khủng hoảng, có thể là siêu khủng hoảng thời điểm sắp tới. Có thể thời điểm này là người ta dự báo là khủng hoảng này là rất là lớn. Khủng hoảng chưa từng xảy ra. Thật ra nhiều thông tin ha. Tao nghĩ chia sẻ một chút thông tin vĩ mô ha, kinh tế và bất động sản. Sau khi mình nghe mình biết vậy, nhưng nhiều người thực tế cũng chưa có hình dung được những cái tưởng tượng, những cái phân tích tới thì mình sẽ chưa có chuẩn bị nó kỹ đâu. Mình chưa hình dung được, có thể là mức độ nó còn dài lắm, nhưng mà thực tế thời điểm đó là nó rất diễn ra rất là nhanh. Mọi dự đoán đều xảy ra một cách bất ngờ, cho nên mình khi mình trong bữa tiệc chứ mình không thể rút ra được sớm là mình sẽ bị mắc kẹt, lúc đó sẽ khó khăn rất là nhiều. Mình cũng đã chứng kiến nó nhiều rồi, anh chị rồi, rất là nhiều người trong thời gian vừa qua, đặc biệt là những người mà không có sự chuẩn bị kỹ. Đây nền kinh tế Việt Nam mình ít nhiều, cho dù sắp tới sẽ có thể là tăng lãi suất ha, từ 6 tháng cuối năm hoặc là đầu năm sau, nhưng mà lãi suất sẽ được tăng trong cái thời điểm mà nó không có quá nhiều đâu. Mình nghĩ trong thời tăng nghỉ trong thời gian nó sẽ ít đi, một lãi suất vừa phải thôi, vì qua đặng đại dịch vừa rồi thì dù sao thì mình cũng bị tác động cái dịch, nó mới phục hồi lại, không thể mà tăng lãi suất một cách cấp bách như các thị trường ở nước ngoài. Người ta bơm tiền nhiều, người ta có điều kiện nó khác với Việt Nam mình. Mà tìm được nơi nào là bất động sản nào nó tốt thì mình cũng là một quá trình nó khác, một cái công sức mình đi tìm cũng phải rất là nhiều. Còn những cái nơi nào nó ảo, nơi nào ma bất động sản nó không thật thì mọi người phải cơ cáo xem lại rất là nhiều ha. Thôi tới đây rất là một vài thông tin mình chia sẻ đó mọi người về góc nhìn vĩ mô với bất động sản ha, kênh đầu tư để mọi người có một chuẩn bị sắp tới, mình để giống chuyện có một cuộc khủng hoảng ha. Tất nhiên trong cái khủng hoảng sẽ có rất là nhiều cơ hội ha, mọi người sẽ tìm kiếm ha, chưa đúng thời điểm, có thể là cơ hội đến một thời điểm nào đó mình sẽ là thời điểm này sẽ qua được sẽ rất là tốt. Có những cái tài sản sẽ tăng rất là nhiều lần ha, khi thị trường nó chậm đấy. Rồi, hôm nay tất nhiên tất cả mọi người nhé, hẹn mọi người video tiếp theo ha.